Xin chào mọi người, hiện tại mình sẽ làm trọn bộ đầy đủ phim Thiên Hành Cửu Cờ. Các bạn chưa xem có thể ghé vào danh sách phát trên kênh để xem các tập trước nhé. Lưu ý là nội dung phim khá khó hiểu, các bạn đừng ném đá mình nhé. Tập 21, cơ vô gia bẩm báo với Hàn An Vương về chuyện Season Bách Việt làm loạn. Hắn gieo ý nghĩ rằng đó có thể là đại quân năm xưa giết còn sót lại. Họ đã sử dụng vu thuật chỉ có vu sư Bách Việt biết cách sử dụng và quân đội không thể đối phó lại. Hiện tại nhiều nơi trong thành bị cháy, lửa lớn và liên tục khuếch tán nhiều ngày không tắt. Thậm chí gặp nước lại càng cháy lớn hơn, quy mô của tai họa lần này e rằng là có người hiểu về binh pháp đứng sau lưng tổ chức. Cơ vô dạ còn bẩm báo về chuyện Hàn Phi điều tra lại vụ án Tả Tư Mã bị giết đã dẫn dụ một kẻ không nên xuất hiện ra. Hắn cho rằng mối họa lần này là do Lý Khai muốn trả thù đã cấu kết với đám dư nghiệt Bách Việt gây ra. Hàn An Vương tức giận ra lệnh phải nghĩ đủ mọi cách bình định tai họa, trả lại cho đô thành sự yên bình. Bất luận đó là người hay mà cũng đều phải bị tiêu diệt tận gốc. Huyết Y Hầu và Bạch Diệp Phi vốn là cấp trên của Lý Khai ở Bách Việt sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho triều đình. Cơ vô dạ sẽ cùng với Bạch Diệp Phi tăng cường trấn thủ trong thành, thi hành lệnh cấm đi đêm. Để bảo vệ sự an toàn cho Hồ Phu Nhân, Hàn Phi đưa bà vào hoàng cung ở cùng với Hồ Mỹ Nhân. Hai chị em gặp nhau liền vô cùng vui mừng, cảm ơn Hàn Phi rối rít. Đúng vào lúc này, Hàn An Vương cho người mời Hàn Phi vào cung và nhân tiện xăm lòng anh lại. Ở ngoài cung, nhận được tin tức Hàn Phi bị xăm, cả đám người tử phòng, vệ trang và tử nữ liền bàn bạc nhau tìm cách cứu ra Hàn Phi. Tình cờ phát hiện chiếc hòm trong phòng lưu ý có người định chạm, họ tìm thấy một miếng ngọc bích vừa long lanh vừa vẹn toàn. Hiểu rõ ý đồ, tử phòng liền mang miếng ngọc đến tứ cao của Hàn Phi là Hàn Vũ nhờ trợ giúp. Hàn Vũ đồng ý với điều kiện sau này, tử phòng phải về làm việc cho hắn. Không ai biết được vào lúc này, tại một vùng ngoại ô đô thành đang xảy ra một cuộc vượt ngục đặc biệt. Bên trong một phòng giam bí mật có chứa bể nước khổng lồ đang giam giữ một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tên khổng lồ vô song quỷ xuất hiện, giết chết tất cả binh lính và giải cứu cô gái mang đi. Tập 22, nhờ sự thuyết phục tài tình của mình, tử phòng không cần phải đến làm việc cho Hàn Vũ mà vẫn nhận được sự giúp đỡ. Trong cung, mặc dù lực lượng binh lính được bố trí canh phòng khá dày đặc, thế nhưng vệ trang vẫn đường đường ngồi vào trò chuyện với Hàn Phi. Anh cho rằng phản tặc Bách Việt vốn do một tay Hàn An Vương bồi dưỡng. Tiếp đó lại lấy danh nghĩa dẹp loạn để liên thủ với Sở Quốc, phát quân đội của Huyết Y Hầu với Bách Việt. Cuối cùng, Hàn An Vương lại giết chết Bách Việt quốc vương và toàn thể vương tộc. Sau đó dựa vào quân công hiển hách, đăng lên ngôi vị. Sau nhiều năm, người muốn vén bức màn đó lên lại chính là đứa con trai yêu quý của lão. Điều này đã khiến lão vô cùng tức giận. Hàn Phi phân tích, Lý Khai năm xưa khánh mệnh và bị gán vào tội danh phản đồ. Tuy nhiên, anh có thể khẳng định mối loạn trong đô thành chắc chắn không phải do Lý Khai gây nên. Nếu ông ta có năng lực này thì đã không bị giam trong độc hạt môn bấy lâu. Vệ trang chợt nhớ ra vài hôm trước đã xảy ra một vụ vượt ngục ở ngoại ô đô thành. Theo tình báo của Thất Tuyệt Đường, nơi đó chưa bao giờ có nhà giam. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại xảy ra một cuộc vượt ngục tại một nơi không hề có nhà giam? Hàn Phi nửa đùa nửa thật đặt ra nghi vấn, hẳn đó phải là một phạm nhân rất đặc biệt chăng? Vệ trang bỗng nhắc tới một số vụ việc kỳ lạ liên tục xảy ra gần đây. Từ sau vụ án Hoảng Vũ Mã Não, bỗng dưng mọc ra rất nhiều kẻ vốn dĩ không nên tồn tại. Một Lý Khai đáng ra phải bị giết, một đoàn phát tam làng vốn phải tan biến, một vùng đất Bách Việt đáng ra phải được lãng quên. Từ đó suy ra, vụ vượt ngục lần này cũng có liên quan tới Bách Việt. Đúng vào lúc này, công chúa Hồng Liên bất ngờ mang rượu tới tìm Hàn Phi. May mắn vệ trang kịp thời biến mất. Hồng Liên vẫn một mực quả quyết là anh đang trò chuyện cùng một người nào đó. Tập 23, Hàn Vũ thực sự vào cung xin gặp phụ vương của mình. Dưới sự sắp xếp của hắn, một nhóm nô dịch Bách Việt trốn từ Sở Quốc tìm tới cảm tạ Hàn An Vương đã thu nhận. Cơ vô gia định ra tay giết chết bọn họ, thế nhưng Hàn Vũ đã kịp thời ngăn chặn. Trước sự ủng hộ của Trung tướng quốc, Hàn An Vương quyết định thu nhận họ và ra lệnh chiêu cáo chuyện ngày hôm nay. Điều này đã khiến cho cơ vô dạ rất tức giận. Sau khi trở về, Hàn An Vương mềm lòng ra lệnh gọi đứa con trai đang bị xăm lòng của mình tới răn đe. Mặc dù tha thứ cho Hàn Phi, thế nhưng anh lại phải chấp hành theo mệnh lệnh đích thân xử lý đám phản tặc có liên quan tới vụ này. Hàn Phi hiểu ý phụ vương của mình, Lý Khai vốn đã là một người chết, ông muốn Hàn Phi tiễn hắn thêm một đoạn đường. Tuy nhiên, anh biết mình không thể làm như vậy. Giữa lúc đang suy nghĩ cách đối phó thì Hàn Vũ đã đứng đón Hàn Phi trên đường về. Đối với ý kiến mọi việc do mình gây ra, dĩ nhiên phải do mình giải quyết của người anh này. Hàn Phi không hề có ý tranh cãi và chống đối. Anh cũng cảm ơn Hàn Vũ đã ra mặt giúp đỡ. Nếu không nhờ tứ ca của mình nhường lại cùng lao thu nhận nạn dân Bách Việt, hẳn là Hàn Phi vẫn bị tạm giam chưa biết khi nào mới được thoát giam. Tuy nhiên, Hàn Phi cũng thẳng thắn cho anh trai của mình biết rằng bản thân vốn là một tư khấu, điều anh luôn luôn coi trọng chính là chữ pháp. Hàn Phi không thể vì lợi ích của riêng mình mà không mang tới chân tướng sự việc. Không thể thoái thác được những lời gian dạy của ca ca, Hàn Phi giả vờ cho rằng bản thân Lý Khai đã có thể tránh khỏi tai mắt của nhiều người. Sau nhiều năm lại tự hồi sinh sau cái chết. Tuy nhiên, ông cũng có một bản lĩnh riêng, rất khó để tìm được tung tích. Đúng vào lúc này, có người tế báo đã tìm thấy Lý Khai và đang vây bắt.
Tập 24, khi Hàn Phi tới nơi, Lý Khai đang treo mình trên mái nhà. Anh chưa kịp tìm ra cách để cứu người thì ông đã tự ra tay kết liễu đời mình. Từ trên cao rơi xuống, thân thể ông chỉ toàn máu là máu rất đáng sợ. Hàn Vũ chúc mừng Hàn Phi đã kết thúc được vụ án, tuy nhiên gương mặt Hàn Phi vẫn không có một chút vui. Chỉ có điều, cơ vô dạ vẫn nghi ngờ về cái chết quá dễ dàng của Lý Khai. Ngay cả khi biết người thẩm định tử thi chính là tứ công tử và cửu công tử, hắn vẫn không hề tin tưởng. Cơ vô dạ còn ra lệnh cho binh lính của mình đi đào mộ kiểm tra lần nữa và tìm cho bằng được tung tích của Ngô Thứ. Thì ra, cơ vô dạ nghi ngờ quả không sai, Lý Khai thực sự chưa hề chết. Nhóm người Hàn Phi đã tương kế tự kế, hoán đổi thần sắc của Ngô Thứ với ông. Trước khi vào chiều và bị giam trong lãnh cung, Hàn Phi đã dự đoán trước được cục diện ngày hôm nay. Khi xảy ra chuyện, với thân thu của vệ trang cộng thêm tay nghề hóa trang của tử nữ, cỗ thi thể của Ngô Thứ đã nhanh chóng thay thế được Lý Khai ngay trước mắt nhiều người. Trong lúc an ủi Hồ phu nhân, tử nữ vô tình biết được nàng đã từng có một đứa con gái. Thế nhưng trận hỏa hoạn năm xưa đã làm cho họ bị thất lạc, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Cô gái đó chính là Lộng Ngọc đang ở trong Tử Lan Hiền. Hai mẹ con mừng rỡ nhận nhau, Lý Khai cũng biết được điều này. Để đảm bảo sự an toàn cho thê tử của mình, ông cầu xin mọi người hãy giữ kín bí mật này và không cho bất kỳ ai biết ông vẫn còn đang sống. Tập 25, tuân theo mệnh lệnh của cơ vô dạ, hai tên tỳ tướng tìm tới nơi chôn cất của Lý Khai. Sau khi đào huyệt, chúng nhanh chóng phát hiện ra trên cỗ thi thể có một vết thương chí mạng. Bọn họ nghi ngờ đây chắc chắn không phải là Lý Khai. Trong lúc định tìm kiếm thêm manh mối thì một tên cường thi xuất hiện nhanh chóng giết chết hai tên tỳ tướng ngay tại chỗ. Thế nhưng, chưa kịp xử lý hai miếng mồi ngon kia thì tên cường thi phát hiện ra có gì đó không phải lắm. Một kẻ tài tình kỳ lạ xuất hiện với một lũ thủ hạ không khác gì cô hồn dã quỷ theo cùng. Cảnh vật vô cùng quái dị, tên cường thi nhanh chóng tấn công kẻ tài tình vừa mới xuất hiện kia, vậy nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sau khi thu phục được cường thi, kẻ tài tình lại tiếp tục sử dụng thuật cải tử hoàn sinh biến tất cả xác chết trong nhị tỳ trở thành một bầy cường thi. Tận mắt chứng kiến những điều vô cùng kỳ lạ đang xảy ra, Mặc Nha cùng Bạch Phụng liền bất ngờ. Trong lúc chưa nghĩ ra sẽ làm gì thì cả hai bị lũ cường thi phát hiện và tấn công. Với thân thù của bọn họ thật sự không có gì đáng lo. Thế nhưng với số lượng cường thi nhiều và cứ dai dẳng bám miết như thế này thì cũng không dễ thở một chút nào. Bọn chúng quyết định nhanh chóng trở về bẩm báo cho chủ tướng. Sau khi nghe bẩm báo lại, cơ vô dạ không thể nào tin nổi. Hai tên lính của mình bỗng chốc bị biến thành cường thi là một điều thực sự khó chấp nhận được. Tuy nhiên, hắn cũng biết Mặc Nha và Bạch Phụng vốn không hề tin vào thuyết quỷ thần. Tính ra lần này lại bất ngờ có thu hoạch lớn, giờ thì đã rõ mọi chuyện hơn. Tên Ngô Thứ mất tích bỗng nhiên trở thành kẻ chết thay cho Lý Khai. Cơ vô dạ vô cùng tức giận, hắn đã sớm biết trước tên tiểu tử Hàn Phi sẽ rời cho mà. Ngô Thứ biến thành cường thi, cơ vô dạ đặt ra câu hỏi, thuật sĩ giang hồ từ đâu xa lại rắn động vào người của hắn. Nghĩ lại, đây cũng là một tin tốt. Tên tài tình đó có lẽ vẫn còn đang tụ tập thủ hạ đắc lực cho mình. Được biết, tại vùng tương sở của Bách Việt trước này vẫn luôn có lời đồn về thuật đuổi cường thi ngàn dặm. Kẻ mà hai thủ hạ thân tín của hắn từng gặp phải có thể chính là thủ lĩnh của ẩn vù, Khu Thì Mà.